Xin chào tất cả các anh em nha, video này giới thiệu của anh em tham gia một chương trình iGroup Decoy. Mình nhận được 10 top càng có kỳ hoặc CCT nha tất cả anh em. Để tham gia giá hôm nay, các bạn click phần link mô tả dưới video, mở Telegram, start chatbot nha bạn. Rồi bấm join iGroup nha bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group kênh seller nha bạn. Kênh này khá là ngon nha bạn. Sau khi join xong thì các bạn bắt đáp lại, các bạn join tiếp kênh follow kênh channel nữa nè, xong thì các bạn mới đáp lại các bạn, tiếp tục submit and channel, submit username, tiếp tục thì các bạn điền lại username Telegram của tất cả các bạn nha các bạn, cộng anh 4 số 1, 1 2 3 4. Tiếp tục follow with phim tăng 2 người bạn vào các bạn. Twitter thì các bạn tối nè các bạn scroll xuống các bạn. Các bạn like và tweet trích dẫn bài viết đã ghim các bạn. Rồi các bạn tăng 2 người bạn của mình vào. Cộng là vô 3 người bạn cũng được các bạn. Rồi bạn tweet lại. Tiếp tục thì các bạn mới đáp lại, các bạn mở Twitter Telegram của mình lại nữa các bạn. Tweet follow tweet tăng 2 người bạn. Tiếp tục thì nó yêu cầu mình gửi cái link tweet nha các bạn, chứ không phải đường link profile mình, thì các bạn mở Twitter của mình ra nữa các bạn. Các bạn nhấp vào 3 cái anh cùng nè, các bạn nhấp vào một hồ sơ nha các bạn. Rồi các bạn chia sẻ bài viết của nó nè. Rồi các bạn sao chép lên Twitter nha các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lên nè. Mình gửi vô đây nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ với BNB Smart Chain nha các bạn. Thì các bạn mà đi chocolate các bạn ra nè. Rồi các bạn có thể copy địa chỉ ETH hoặc là copy địa chỉ BNB Smart Chain gì cũng đều được hết các bạn. Rồi các bạn copy lại, rồi các bạn bắt đáp lại, mình gửi cho bot nè bạn. Ok, các bạn bấm vào balance để check số cần mình kiếm được. Mình đã nhận được 10 top cần nè. Bấm invite mà lên ghép chia sẻ bạn bè những thằng viết giao thì rồi sau khi update xong thì vì video mình đây cũng kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.